sức về chuẩn bị đi làm. Vậy đi em. Chào anh làm đêm. Anh Quốc sao? Anh Quốc thương ngô luôn hả? Anh Quốc. Em hả? Em thương ngô này rồi. Ok. Chơi được qua tới giờ. Hai người. Lấy hại á. Ủa, hết ăn miếng nhá. Dạ thôi em ăn ngọt chịu nổi ăn nhiêu đó. Còn ai ngoài bển không ta? Ăn miếng nhá hả? Không ăn ngon không em? Hồi đó ăn sao? Con nghe mùi sầu riêng sợ. Ăn nữa. Ăn là đang miếng con. Mấy một con á, mâm. Thì mai mày giờ ngủ thì nhắc ai chạy lên tao gọi mày. Mày chạy gì hướng đó? Mày rút lên bên hai bố ăn bố ăn miếng bố hả? Chút xíu anh sao đây? Dễ mà. Đâu có máy đâu chạy. Về tao lo gì bỏ cái bố đi. Con hả? Không hả? Con ăn gì thêm đó đi tự nhiên. Con ăn gì tiêu nguyên gì không? Không ok. Xong mày ok. Ăn trước. Bánh nhiều mà. Ăn cái size bên này trước nè. Nửa size bên kia cho chị cây cũng là thôi đi về chị kết ra. Đủ rồi. Để đi. Ai đừng thấy không nè, ai đừng. Ngon. Ai đừng thấy không? Ai đừng. Mấy cái lo làm ngọt lắm không? Ông rồi đời thử ăn cây đó kìa. Ăn này mấy lần rồi. Lần trước không biết tại order thì Mimi không ngon. Mimi giòn. Bánh khô. Thường mà em hay order ice cream khác cho tự động. Bánh thân không? Thường ice cream khác nhưng mà để tan. Tủ lạnh nhà thì không có chỗ để. Cái này bự quá. Bự. Chị ăn sao mà hết được. Ngon. Thôi đem về cho bà ngoại. Bà ngoại thích ăn bánh này. Ồ. Bà ngoại ăn một bình, ngoại phục phần tư không được. Trời ơi. Rình dữ vậy? 3 ngày thôi. Còn ăn nó no vậy đó. Em ăn tới ra chút xíu à. Còn ăn dữ lắm.